Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh KBiz 24 giờ. Và hôm nay các sao Hàn có thông tin gì đang hot mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Không thể phủ nhận rằng trong nửa đầu năm 2020, BTS đã mang về được những thành công vượt trội so với các nhóm nhạc K-pop còn lại. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng những scandal mà nhóm phải đối mặt có thể làm lu mờ tất cả thành công đó. Ngay từ đầu năm mới, BTS đã tạo ra tiếng nổ lớn cho Hàn Quốc. Họ đã được mời biểu diễn trong chương trình Rockin' New Year của Dick Clark tại quảng trường thời đại ở thành phố New York, và điều này giúp nhóm thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên làm được điều này. Chưa dừng lại ở đó, chỉ chưa đầy một tháng sau, BTS được mời biểu diễn tại lễ trao giải Grammy lần thứ 62 và một lần nữa thành nghệ sĩ đầu tiên của K-pop làm được điều này. Sau đó, BTS đã phát hành album phòng thu thứ tự Map of the Sound 7 vào cuối tháng 2 và ngay lập tức nó đã mang về thành công lớn cho họ. Album này vươn lên và tạo địa chấn ở Billboard 200, nơi xếp hạng các album và mini album hàng đầu tại Hoa Kỳ. 4 tháng sau, album vẫn nằm trong bảng xếp hạng và hiện đang đứng ở vị trí thứ 64 tính đến ngày 20 tháng 6. Thật không may, mọi thứ bắt đầu bị chững lại ngay sau đó vì đại dịch Covid-19. Họ đã lên kế hoạch thực hiện 38 buổi concert lớn tại 18 thành phố trên toàn thế giới. Trong số đó, các buổi biểu diễn đó, 4 buổi biểu diễn đã bị hủy và chuỗi còn lại bị hoãn vô thời hạn. Một sự kiện tiếp theo đáng đề cập đến là việc nhập ngũ của Jin. Thành viên lớn tuổi nhất sẽ nhập ngũ cùng với các thần tượng khác sinh năm 92. Tuy nhiên, người hâm mộ và thậm chí một số giám đốc điều hành âm nhạc đã vận động để tất cả thành viên được miễn thực hiện nhập ngũ quân sự, nhưng điều đó vẫn có vẻ sẽ không thể xảy ra. Một trong những scandal đầu tiên của nhóm trong năm 2020 là về việc một nhóm nghệ sĩ gồm nhiều người nổi tiếng đã đến Itaewon vào cuối tháng 4 vừa qua. Em út Jungkook là một trong những thần tượng bị bắt gặp không tuân thủ luật giãn cách xã hội bắt buộc vào thời điểm đó. Đầu tháng 5, Big Hit lần đầu tiên tuyên bố họ không thể bám sát cuộc sống cá nhân của các nghệ sĩ của họ. Sau đó không lâu, họ đã rút lại và thay vào đó là lời xin lỗi chính thức. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy rằng điều này đã quá muộn và cảm thấy miễn cưỡng, khó chấp nhận. Jungkook sau đó đã đưa ra lời xin lỗi mà người hâm mộ dễ chấp nhận hơn. Một trong những scandal lớn nhất của BTS là về đoạn sample trong mixtape mới nhất của thành viên Suga với tên chính thức là Dichu. Nó được phát hành dưới nghệ danh khác của anh là August D. Cụ thể, ca khúc What Do You Think được cho là trích lời phát biểu của Jim Jones, thủ phạm đằng sau vụ thảm sát Jonestown. Big Hit một lần nữa lên tiếng xin lỗi và xác nhận rằng việc thiếu hiểu biết về lịch sử và xã hội. Thế nhưng một số người hâm mộ không muốn chấp nhận lý do của công ty thêm một lần nào nữa. Mặc dù những sự kiện bất lợi này có thể gây rắc rối cho nhóm trong tương lai, nhưng chúng ta cũng nên khen ngợi BTS về những thành tích của họ, không chỉ trong 6 tháng đầu tiên của 2020, mà trong toàn bộ sự nghiệp của họ. Không thể phủ nhận rằng 6 tháng đầu năm 2020 này là một tàu lượn siêu tốc cho BTS, và mong rằng nhóm sẽ tránh được các scandal không đáng có trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi của sao Hàn đến từ KBiz 24 giờ các bạn nhé.